Đầu giờ chiều ngày 9 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ rơi máy bay trên địa bàn. Theo đó, máy bay rơi vào khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày 9 tháng 1 tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Trước khi máy bay rơi, phi công đã kịp nhảy dù thoát nạn. Vụ tai nạn máy bay làm tóc máy ngói, sụp tường nhà của ông Nguyễn Thanh Chính, diện tích hư hỏng khoảng 100m2. Ngoài ra, máy bay rơi làm ông Nguyễn Thanh Hùng bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Bác sĩ Trần Công Ân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho hay, nạn nhân Hùng đang nằm tại khoa hồi sức của bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, rách da và xuất huyết nội sọ. Hiện tại, bệnh nhân đang tỉnh và đang được các y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục theo dõi. Bác sĩ Ân cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, ban chỉ huy quân sự, công an thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, rào chắn khu vực máy bay rơi một nguồn tin của BLO cho hay, máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam thuộc dòng máy bay Su-22, thuộc biên chế của sư đoàn 372, đóng tại Đà Nẵng. Máy bay bị sự cố động cơ, hai phi công được lệnh buông dù và tiếp đất an toàn. Hiện một đoàn công tác của sư đoàn 372 đã di chuyển vào khu vực máy bay rơi tại Quảng Nam để thực hiện các công việc theo quy định. Dòng máy bay Su-22 được sản xuất vào cuối thập niên năm 1980, đầu thập niên năm 1990. Đến đầu giờ chiều ngày 9 tháng 1, nhiều đơn vị gần bộ đội công an dân phòng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi ở khối phố Vĩnh Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bên ngoài lực lượng công an phối hợp với bộ đội canh dây phong tỏa, đồng thời cắt cửa bộ đội trực chốt ở nhiều nhà dân xung quanh. Bên trong hiện trường, các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, các lực lượng đã xác định vị trí rơi cũng như các bộ phận rơi ra trong lúc máy bay lao xuống mặt đất lực lượng chức năng tìm kiếm và vận chuyển, tập kết các bộ phận máy bay bị rơi để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự tại hiện trường trên máy bay. Cơ quan chức năng đã phối hợp cùng người dân đóng cửa, thông báo không cho người khác vào bên trong nhà. Như BLO đã đưa tin, lúc 11 giờ 45 phút ngày 9 tháng 1, một máy bay quân sự rơi trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, xác nhận máy bay rơi, bên quân sự đang triển khai xuống hiện trường. Vị trí rơi máy bay nằm ở giữa địa phận phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc. Máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam thuộc dòng Su-22 thuộc biên chế của sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng. Máy bay bị sự cố động cơ, hai phi công được lệnh bung dù và tiếp đất an toàn. Một công đoàn công tác của sư đoàn 372 đã di chuyển vào khu vực máy bay rơi tại Quảng Nam để thực hiện các công việc theo quy định. Được biết, máy bay này có cánh từ Đà Nẵng, đang trong quá trình bay huấn luyện thì gặp sự cố. Toàn bộ hiện trường vụ máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam hiện đã được phong tỏa. Rất đông người dân vẫn tập trung để theo dõi vụ việc. Sáng ngày 9 tháng 1, một máy bay quân sự thuộc sư đoàn 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng khi bay huấn luyện thì gặp sự cố động cơ. Máy bay rơi tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Lúc 11 giờ 45 phút ngày 9 tháng 1, nguồn tin của BLO xác nhận. Cơ quan chức năng đã nhận thông tin một vụ máy bay rơi trên địa bàn thị xã. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn xác nhận có máy bay rơi. Bên quân sự đang triển khai xuống hiện trường. Vị trí máy bay rơi nằm giữa địa phận phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc. Thông tin ban đầu, máy bay gặp sự cố động cơ, phi công được yêu cầu nhảy dụ an toàn. Một nguồn tin của BLO cho hay, máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam thuộc dòng Su-22, thuộc biên chế của sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng. Máy bay bị sự cố động cơ, hai phi công được lệnh bung dù và tiếp đất an toàn. Một đoàn công tác tại sư đoàn 372 đã di chuyển vào khu vực máy bay rơi tại Quảng Nam để thực hiện các công việc theo quy định. Tôi biết máy bay này có cánh từ Đà Nẵng, đang trong quá trình bay huấn luyện thì gặp sự cố. Toàn bộ hiện trường vụ máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam hiện đã được phong tỏa, rất đông người dân vẫn tập trung để theo dõi vụ việc. Theo một nguồn tin, khi máy bay rơi làm ông NTH ở khối phố Vĩnh Ninh, phường Điện Nam Bắc đang làm việc ở gần đó bị thương và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức. Ngoài ra, một nhà dân bị tóc mái do vụ tai nạn này. Anh Nân, một người dân ở gần hiện trường lúc máy bay rơi kể lại, khi anh đang ngồi trong một quán nước thì nghe tiếng nổ lớn, anh chạy ra ngoài thì thấy một đám khói đen bốc lên. Khi đến hiện trường, anh Nân cùng nhiều người khác chứng kiến máy bay quân sự bị bốc cháy. Máy bay rơi trượt qua mái nhà trên, làm đổ sập mái nhà dưới của một nhà dân, khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Người dân cũng nhìn thấy hai phi công nhảy dù cách vị trí máy bay rơi khoảng 500 m